Video hôm nay mình sẽ đáp ứng một yêu cầu của rất nhiều bạn đã bảo mình làm. Đó chính là xếp hạng tất cả những mod granny khó. Theo góc nhìn của một người đã phá đảo rất nhiều mod granny khó thì mình sẽ đưa ra bảng xếp hạng hợp lý nhất. Mình sẽ đưa ra những điểm khó và điểm dễ của mod đó, để rồi cuối cùng đưa ra kết luận xếp nó ở mức nào. Và tất nhiên mình chỉ làm về những mod mà mình đã từng chơi thôi nhé. Và đây là bảng xếp hạng của chúng ta. Mình sẽ nói sơ qua từng mức độ cho mọi người dễ hiểu hơn nhé. Đầu tiên, ở mức D là mức những mod mà khó hơn Extreme, nhưng mà nó không đáng kể. Ở mức C là những mod mà có độ khó vừa phải, chỉ cần có khi chơi lần đầu đã phá được rồi. Ở mức B là mức khá khó, cần luyện tập một chút là được, là có thể phá đảo được rồi. Ở mức A là những mod mà có độ khó cao, cần phải luyện tập nhiều thì mới phá đảo được. Còn ở mức S là những mod mà bất khả thi, không thể nào phá đảo được, chắc chắn. Rồi, đó là bảng xếp hạng của chúng ta. Giờ thì liệt kê từng cái một thôi nhé. Đầu tiên, trong bảng xếp hạng của video này, đó chính là Super Fast. Đây là mod gây khá nhiều tranh cãi, vì nhiều người cho rằng nó rất khó nhưng một số người cho rằng nó lại rất dễ. Giờ thì cùng phân tích xem mod này có thực sự là khó không nhé. Nghe tên Super Fast thấy có vẻ như đáng sợ lắm. Nhưng đối với mình thì mình không đánh giá cao Super Fast lắm. Đầu tiên, điểm khó của Super Fast đương nhiên là Granny chạy rất là nhanh và có thể nói là nhanh nhất trong số mod mình đã chơi. Tốc độ của Granny trong mod này như một vận động viên điền kinh vậy, The Flash phải gọi bằng cụ. Tiếp theo, chính vì tốc độ rất nhanh nên Granny có thể đi xuyên được một số cửa. Điều này sẽ gây một phần khó khăn cho người chơi một chút, nhưng không đáng kể. Điểm khó chỉ có thế thôi, giờ thì ta cùng nhau khai thác các điểm dễ mà mod này tồn tại nhé. Trước hết ta thấy được Granny không có khả năng miễn nhiễm với vũ khí, đồng thời gian chết của Granny được giữ nguyên. Điều này khiến cho game một phần trở nên dễ hơn, dù cho Granny có tốc độ nhanh đến mức nào. Các vũ khí được giữ nguyên, không hề bị giảm sức mạnh hay bị vô hiệu hóa, việc này giúp người chơi có thể liên tục spam bắn bà Granny. Này, thậm chí bà Granny chạy nhanh quá còn bị kẹt cửa nữa cơ. Bên cạnh đó, ở mod này không hề thêm bất kỳ chỗ còn kẹt nào và cũng không chặn thêm đường ống cống nào. Và cũng chính vì tốc độ quá nhanh nên đôi khi Granny rất khó khăn trong việc đi lại ở lối đi nhỏ. Qua tất cả những yếu tố trên là những lý do chứng minh rằng Super Fast không hề khó như cái tên của nó. Có thể nói, Super Fast giống như chế độ cực khó, nhưng được cường hóa tốc độ lên thôi, chứ không khác cái gì cả. Mình phải công nhận là nó khó hơn Extreme một chút, nhưng nếu so sánh nó với những mod khó khác như Crazy hay Impossible thì Super Fast vẫn còn dễ chán. Thế nên, có lẽ các bạn cũng đoán được vị trí Super Fast ở đâu rồi nhỉ? Xin chia buồn nhé, nhưng mà Super Fast chỉ xứng đáng ở mức D thôi. Tiếp theo là Impossible, đây có lẽ là chế độ ấn tượng đối với mình nhất. Nhưng tất nhiên mình sẽ không thiên vị nó, mà hoàn toàn xét một cách công bằng nhất. Đến với chế độ bất khả thi, đây là một trong những mod mình đánh giá là khá khó, bởi vì mod này có sự xuất hiện của ông ngoại. Chưa cần biết nó thay đổi như thế nào, nhưng việc phải cân hai thì chắc chắn là khó rồi. Trong map của Granny 1 sinh ra chỉ để cho 1v1 mà thôi, do đó sự xuất hiện của ông ngoại đã gây một phần khó khăn cho người chơi. Tiếp theo, trong mod này các vũ khí đều bị giảm sức mạnh hoặc bị vô hiệu hóa, đồng thời lại còn giảm thời gian ngất từ 15 giây xuống còn 7,5 giây. Nó khiến người chơi không thể liên tục spam dùng vũ khí để bắn hai ông bà như trước được nữa. Bên cạnh đó, tốc độ của ông và bà cũng nhanh hơn Extreme một chút. Điều này khiến cho thời gian hành động của người chơi trở nên ít đi và dễ bị tóm hơn nếu bất cẩn. Xuất hiện cọt kẹt ở trên tầng 3 và ở nhà kho sân sau. Đồng thời, cũng bị chặn đường cống dẫn tới bẫy đóng băng và đường cống ở nhà kho sân sau. Cuối cùng là ta còn bị khóa cửa phòng của mình vào ngày thứ hai, điều này gây ra một phần khó dễ cho người chơi. Những yếu tố trên càng khiến cho hai ông bà trở nên nguy hiểm hơn, làm cho người chơi phải mất nhiều thời gian để giải đố hơn. Impossible có nhiều điểm khó là vậy, giờ thì ta cùng nhau xem nó tồn tại những điểm dễ nào nhé.
Trước tiên, dễ thấy nhất là hai ông bà không hề miễn nhiễm với sát thương vật lý từ đạn nỏ và shotgun. Nên một vài trường hợp, người chơi vẫn có thể sử dụng nó để đối đầu với hai ông bà khi đang bị dồn vào đường cùng hay ngõ cụt. Ông ngoại trong đây khá dễ khắc chế, nếu ta có sẵn một kế hoạch để dụ ông ta ra một khu vực nào đó, thì lúc đó ông ngoại không còn là vấn đề trở ngại nữa. Vì trong map của phần 1 dù đường nhỏ nhưng đổi lại map rất to, có nhiều khu vực để đi, nên việc tận dụng yếu tố này sẽ một phần khắc chế được ông ngoại. Và điểm dễ mình chỉ có thể tìm được từng đấy thôi. Qua những điều mình đã nói trên, Impossible chắc chắn sẽ phải được ở vị trí xứng đáng của nó rồi. Ở mức B thôi. Mấy bạn còn đòi hỏi gì ở Impossible nữa? Tiếp theo, đến với một mod cũng gây ra nhiều tranh cãi, đó chính là Crazy. Tranh cãi về việc Crazy với Impossible cái nào khó hơn? Cùng nhau phân tích thử xem cái nào khó hơn nhé. Đúng với tên gọi là Crazy, bà Granny trong đây chạy như một con điên và có chút mất kiểm soát. Tuy tốc độ không bằng Super Fast nhưng lượng tốc độ của bà ta là đủ nhanh để đi một cách ổn định chứ không hề bị mất kiểm soát, chạy linh tinh như Super Fast. Điều đó khiến thời gian hành động của người chơi sẽ ít đi đáng kể. Việc đua với Granny càng trở nên bất khả thi. Tiếp đó, thời gian ngất của Granny từ 15 giây đã bị giảm mạnh xuống còn 3 giây. Nghĩa là giờ đây việc bắn bà ta gần như không còn tác dụng nữa, giờ nó chỉ đơn giản khiến bà ta phải sờ bon ra một chỗ khác cách xa người chơi hơn mà thôi. Điều này cũng một phần đã gián tiếp giảm sức mạnh của các vũ khí, khiến cho người chơi không còn ưu tiên việc dùng vũ khí để bắn Granny nữa. Cũng chính vì tốc độ khá nhanh nên Granny có thể đi xuyên được cửa ở ngoài sân sau. Điều này có thể một phần gây gián tiếp chết cho người chơi nếu như họ bất cẩn không căn đúng thời gian Granny đến sân sau. Điểm khó chỉ có thế thôi, giờ thì cùng nhau khai thác điểm dễ mà mod này tồn tại nhé. Trước tiên dễ thấy nhất là Granny không hề miễn nhiễm với sát thương từ vũ khí, phòng sông hơi không bị vô hiệu hóa. Nên người chơi vẫn còn lựa chọn giết Granny để thoát khỏi nguy hiểm nếu bị dồn vào ngõ cụt hay đường cùng. Bên cạnh đó không hề thêm bất kỳ cọt kẹt hay chặn thêm đường ống cống nào. Điều đó giúp người chơi có thể lựa chọn những con đường an toàn hơn, việc giải đồ cũng trở nên nhanh hơn, dễ hơn. Tránh phải đụng mặt với Granny những lúc không cần thiết. Cũng giống với Super Fast, chính vì tốc độ nhanh nên Granny trong Crazy đôi lúc lại bị kẹt cửa. Điều đó gây một phần khá khó chịu cho một số người chơi nhưng cũng là điểm lợi để ta tận dụng nó. Thế vậy, kết luận là Crazy không hề khó hơn Impossible. Đến với một mod cực kỳ điếm, đó chính là Granny nhưng có khả năng spam bẫy liên tục. Đúng như cái tên gọi của nó, Granny trong mod này cứ 4 giây là thả một cái bẫy. Đây có lẽ là một trong những mod đã búp sức mạnh cho Granny một cách quá tay. Việc búp sức mạnh quá tay này đã khiến cho game bị mất cân bằng nghiêm trọng, người chơi cực kỳ khó có thể di chuyển và đối đầu với hai ông bà. Chưa kể, map của Granny một có đường đi rất hẹp nên việc ăn bẫy là không thể nào tránh khỏi. Có thể nói mod này Granny đã được nạp lần đầu, còn người chơi thì không. Chưa kể ta lại còn phải cân hai nữa chứ. Mà bên cạnh đó, trong chế độ bất khả thi mà đạp phải bẫy gấu thì gần như 90% là bạn sẽ ngủm. Đạp một cái thì có thể cứu chữa, nhưng đạp nhiều cái thì chắc chắn là hết cứu. Nên việc phá đảo mod này là một điều cực kỳ bất khả thi, có thể nói là không thể nào phá đảo được. Nên nó xứng đáng nằm ở mức S. Kẹt luôn rồi. Tiếp theo đến với một mod nhảm nhí không kém, đó chính là Granny nhưng bị khóa hết tất cả các cửa. Điểm khó giống hệt với Impossible nhưng thay vì búp sức mạnh cho Granny thì lần này lại búp sức mạnh cho cái cửa. Giống với tên gọi của nó, người chơi không thể nào tự mở các cánh cửa được nữa mà phải nhờ đến sự trợ giúp của Granny hay Grandpa thì mới có thể mở được. Và sau khoảng một thời gian nhỏ cánh cửa đó sẽ bị đóng vào. Đây là một trong những mod sinh ra như kiểu để làm cho vui vậy. Bởi khi bị khóa hết tất cả các cửa thì gần như mọi nơi trong nhà đều là ngõ cụt. Người chơi không thể nào làm được bất kỳ cái gì, việc dụ hai ông bà mở cửa là quá khó. Nói chung, mod này thay vì nạp VIP cho Granny hay ông ngoại thì nó lại nạp VIP cho ngôi nhà. Việc cửa khóa hết thì sẽ không thể lấy đồ, mà không thể lấy đồ thì không thể nào giải đố được. Nên việc phá đảo được mod này là một điều quá bất khả thi.
thậm chí thắng cái mod này ở chế độ dễ thôi là điều không thể rồi. Thế nên, dĩ nhiên nó sẽ nằm ở mức S rồi. Ok, và video đến đây là kết thúc phần 1 rồi. Kết thúc ở 5 mod đầu tiên. Thì ở phần 2 thì mình sẽ làm 5 mod cuối cùng mà mình đã từng chơi. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe. Bye bye.